Chào các bác. Hôm nay em Mạnh làm video này chia sẻ với các bác tổng hợp những cái nguyên nhân khiến cho xe ô tô bị thổi gioăng bàn máy, hay còn gọi là xe bị xuôi nước. Vậy cái điều đầu tiên em mời các bác cùng tìm hiểu về cái khái niệm thổi gioăng bàn máy là gì đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái nguyên nhân sau, đúng không ạ? Vậy thổi gioăng bàn máy nó chính là cái hiện tượng động cơ xe ô tô hoạt động ở mức nhiệt độ cao kéo dài, làm cho cái gioăng quy lát không giữ và làm kín được buồng đốt, nên một phần khí trong buồng đốt sẽ lọt ra ngoài vào đường nước, khiến nước làm mát nhanh sôi. Bởi vậy mà động cơ rất nóng và nhiệt độ nước tăng cao. Khi đó thì nước nó sẽ bị tràn ra ngoài qua bình phụ. Trường hợp nặng, dầu máy sẽ sang nước, hoặc là nước nó sẽ sang dầu máy. Và khi đó thì trên đồng hồ báo nhiệt của xe của các bác á, thì nó sẽ báo nhiệt độ lên cao và xe nó đi rất là ì và nó không bốc. Và những khi mà những cái hiện tượng đấy xảy ra thì người ta gọi là có thể là xe nó đang bị thổi gioăng bàn máy. Và để biết chính xác rõ hơn nữa thì các bác phải có chuyên môn và có thể là vào gara thì người ta sẽ kiểm tra lại xem là có đúng bị thổi gioăng bàn máy hay không. Vậy những cái nguyên nhân mà khiến cho xe ô tô bị thổi gioăng bàn máy là gì? Nó bao gồm 6 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là do xe bị hết nước làm mát. Và khi mà xe bị hết nước thì nó có thể là do bị bục đường ống khiến nước làm mát bị rò rỉ, hoặc là do nắp két nước nó bị hỏng, nó không giữ được áp suất trong đường ống, lên nước tràn ra ngoài qua cái đường hồi về bình phụ và sẽ làm hao và hết nước. Và cái nguyên nhân thứ hai á, đó chính là do động cơ làm việc quá tải với tốc độ vòng tua cao. Khi mà nhiều bác đi đường đèo á, thì các bác thường đi số thấp và chở kèm theo chở hàng nặng á. Và khi mà đi với những bác tải mới mà khi mới đi với tốc độ quá cao, vòng tua quá cao thì nó sẽ gây động là sẽ làm cho động cơ nó rất là nóng. Và điều này nếu mà xe nào mà gioăng quy lát nó kém rồi thì nó sẽ dẫn đến thổi gioăng các bác nhá. Và cái nguyên nhân thứ ba đó chính là do bơm nước mòn cánh, dây cu loa và dây cam lai với bơm nước bị đứt khiến nước không được tuần hoàn. Và điều này cũng sẽ làm cho xe nó bị nóng và sôi nước. Nguyên nhân thứ tư đó chính là do van hàng nhiệt bị kẹt, không mở, lên nước không được tuần hoàn. Van kẹt và bơm nước mòn cánh là do chất lượng của nước không chuẩn, do các bác thay về nước đểu hoặc là những cái loại nước nó rẻ tiền các bác nhá. Nguyên nhân thứ năm đó chính là do tắc két nước, nước không được giải nhiệt, không được tuần hoàn. Và nguyên nhân thứ sáu, nguyên nhân cuối cùng đó chính là do quạt giải nhiệt của các bác không chạy, nếu chạy thì chạy chậm hoặc là quay yếu. Đấy, thì 6 nguyên nhân vừa rồi chính là những cái nguyên nhân mà khiến cho xe ô tô nó bị xuôi nước. Nếu các bác thấy video này của em hay thì các bác đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.